Rất vui được chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Thời Sơn Phim. Và hôm nay mình sẽ trực tiếp giới thiệu một bộ phim mà mấy bạn cũng đã từng biết qua và một số bạn chưa từng biết. Thì bộ phim của chúng ta là một bộ phim hoạt hình. Không những thế, đây là một bộ phim được đánh giá là bộ phim hay nhất mọi thời đại của bộ phim hoạt hình. Và mấy bạn sẽ lưu ý rằng bộ phim này được đánh giá trên tất cả các trang mạng, cũng như trên tất cả trên thế giới, cũng như là hội cộng đồng người yêu phim hoạt hình. Thì đây là một bộ phim được sản xuất bởi một hãng phim rất lớn, có vị trí đương đầu dưới vị trí của hãng phim Walt Disney. Thì đây là hãng phim Ghibli. Thì bộ phim của chúng ta hôm nay thì mình xin được nói luôn, bộ phim được mang tên đó là The Spirit Away, tạm dịch là vùng đất linh hồn. Thì hôm nay Thời Sơn Phim sẽ cùng cho mấy bạn thấy thêm những cái ý nghĩa và những cái chất trong bộ phim mà chúng ta đã từng biết đến là bộ phim hay nhất như thế nào. Thời Sơn Phim sẽ xin trích ra một số cái ý nghĩa, một cái số tầm ảnh hưởng và rất là quan trọng đối với Thời Sơn Phim đã xem, và những cái gì đã đúc kết được thì xin chia sẻ lại với mấy bạn để mấy bạn có thể yêu lấy bộ phim hơn và hiểu vì sao bộ phim được xem là bộ phim hay nhất mọi thời đại, một bộ phim hoạt hình. Rồi chúng ta cùng bắt đầu với bộ phim The Spirit Away. Tóm tắt đầu của câu chuyện của mình thì đó là một cái câu chuyện kể về một cô bé tên là Chihiro, và cô bé cùng với gia đình chuyển về vùng quê sống, nhưng mà trên đường đi thì sẽ gặp được một lạc lối và đi đến một cái đường hầm. Và sau khi vào đường hầm thì đã đặt chân đến cái vùng đất, một vùng đất xa lạ, nhưng mà ở đây xảy ra một sự cố, đó là bố mẹ của Chihiro đã bị biến thành heo, và cô bé đã tìm mọi cách để có thể mà cứu lấy bố mẹ của mình. Thì Chihiro đã vô tình đã chạm đến cái vùng đất linh hồn, và ở tại vùng đất này Chihiro đã được một ân nhân là một chàng trai tên là Haku, và anh chàng này đã cố gắng để giúp cho Chihiro mọi cách. Và từng thế, từng bước Chihiro đã làm rất nhiều điều để rất nhiều người và hướng dẫn như thế nào, thì Chihiro lại chạm phải những cái điều mới lạ ở trong vùng đất. Thì đồng thời trong đó thì Chihiro đã Chu Vu đã đi tìm mọi cách để tìm lời giải để giúp đỡ, và cuối cùng là Chihiro đã có thể giải cứu cho ba mẹ của mình. Đó là chỉ là tóm tắt ngắn của Thời Sơn Phim. Và nhưng mà để đầu bộ phim một số giải mã của mình, tức là điều đầu tiên mình xin nhắc đó, đây là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em, và nhà làm phim Ghibli luôn luôn có một cái ý định rằng Ghibli luôn luôn làm phim không phải chỉ riêng cho trẻ em mà là dành cho tất cả mọi lứa tuổi yêu lấy phim hoạt hình đều có thể xem bộ phim này. Nhưng mà cốt lõi chúng ta vẫn hướng đến đó là sự những cái lời dạy, lời răn cũng như điều ký gửi trong bộ phim, những ý nghĩa dành cho trẻ em là chính. Ta sẽ thấy được trong bộ phim, ta sẽ lần lượt thấy được những cái cảnh và những quan điểm như sau. Đó là Chihiro là một cô bé cần phải được dạy dỗ nhiều hơn. Điều đầu tiên muốn gửi đến cho mọi người đó là những đứa trẻ thường sẽ không lấy được tất cả những điều mà họ nghĩ rằng, thì gia đình hoặc là những người lớn sẽ là gia công dạy dỗ cho họ, cho những đứa trẻ những bài học. Đầu tiên ta sẽ thấy những cái bài học mà có thể đúc kết ra được, tức có nghĩa là ba mẹ bị biến thành heo. Nhưng mà lý do bị biến thành heo đó là một trong những lý do là ba mẹ đã chạm vô những cái vùng đất, ngoài ra họ ăn những thức ăn rất là ngon, tuy nhiên đó là những sự không cho phép. Những điều này là những điều chưa cho phép, mặc dù họ đã có hỏi rằng là những chủ quán hay là ở đâu, nhưng mà họ vẫn tùy tiện và tự ý
Thì những điều tùy tiện và tự ý như thế là một điều không nên, và dạy cho trẻ rằng không nên tùy tiện và tự ý làm điều như gì, sẽ có một điều gì đó sẽ xấu xảy ra khi bạn làm điều xấu, đó là nhắc nhở là không nên như thế. Kế tiếp ta còn có thể thấy được Chihiro khi làm việc với ông lão ở dưới nước đun sôi. Thì cái cách làm việc, đã nhận công việc thì ông cũng cố gắng rèn luyện và chỉ bảo Chihiro rằng làm đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, tức là Chihiro phải cố gắng để là làm cái việc đó cho hoàn tất, chứ không phải làm ba mớ, làm việc gì phải làm cho đến nơi đến chốn, tức là một cái hình ảnh khác. Ngoài ra ta còn có rất nhiều hình ảnh khác, nó là Chihiro lại tiếp tục làm việc cho bà một phù thủy. Thì ở đây trước khi đến gặp thì Chihiro đã không gõ cửa, đó là một điều rất là bất lịch sự. Tiếp theo mình đến và mình cần phải có lời chào đàng hoàng. Cách làm việc của trẻ em thì họ con nít họ sẽ không biết, nhưng mà mình là người lớn, mình sẽ chỉ bảo con nít rằng nó phải nên như thế nào mới là hợp tình hợp lý, mới là đúng. Và đây là một bộ khuyên mà có thể nói là trẻ em ban đầu sẽ không thể hiểu nhiều, nhưng mà khi xem cùng trẻ thì bạn sẽ dạy cho trẻ em rất nhiều điều. Ta có thể thấy rằng ở cái việc mà vô diện nuốt lấy từng thực khách bởi những cái quý vàng bạc đá quý, đó là điều đưa ra cho Chihiro, thì Chihiro lại từ chối những cái gì mà gọi là quý báu như thế. Nhưng mà cái điều đó là một bài học, là không nên nhận bất cứ điều gì có giá trị mà không rõ được cái quyền lợi, cũng như là không rõ được những cái sự ẩn dụ bên trong, tức là họ đang trao đổi lấy một cái giá trị khối vàng này để mong cho sen, hay nói cách khác là Chihiro trong bộ phim này thì để nhận lấy những cái giá trị bằng vàng như thế. Nhưng mà Chihiro từ chối, đó là cách từ chối, và già trẻ biết cách từ chối khi mà gặp những điều khác thường, biết cách từ chối với một ai khác. Thì ở đây chúng ta còn có những cách, những bài học khác ở trong dành cho trẻ em, và rất nhiều bài học ý nghĩa khác. Nhưng mà mình xin đã trích được một vài điểm như trên để khiến cho mấy bạn khi xem cùng trẻ có thể nhận thấy và giúp trẻ dễ dàng thống đạt hơn. Nhưng mình sẽ còn có những cái bên ngoài khi dành cho người lớn, thì những cái giá trị khác thì mấy bạn sẽ hiểu rằng một bộ phim không chỉ làm cho trẻ em, thì ở góc độ người lớn có rất nhiều sự tranh cãi đối với bộ phim này với những tình tiết và những ý nghĩa tương tự như vậy. Ví dụ một số người trên mạng cho rằng cái hình ảnh mà vô diện đưa vàng cho Chihiro hay là sen thì đó là một hình ảnh giống như mời gọi, một hành động mua chuộc, cũng như là ở góc độ tối, góc độ bóng tối, tức có nghĩa là giống như bên ngoài xã hội thì khi dùng tiền và mua những cái người cô gái làm trong những cái nhà làm những cái hoạt động không mấy là tốt. Đó là những hành động mà những người lớn liên tưởng, và có rất nhiều sự tranh cãi ở đây. Đó là phim dành cho trẻ em và phim dành cho người lớn. Nhưng mà mình muốn các bạn hãy nhìn một cách lạc quan, đây là bộ phim dành cho trẻ em là nhiều, và những bài học ý nghĩa dành cho trẻ em rất là sâu sắc, thì mấy bạn nên nhận thấy nó rõ cụ thể rõ ràng. Bạn có thể lên những trang mạng để xem thêm những thông tin, để xem thêm những ý nghĩa, và bạn sẽ yêu lấy bộ phim này hơn và hiểu lý do vì sao bộ phim trở thành bộ phim hay nhất mọi thời đại đối với phim hoạt hình.
Tiếp theo là một vấn đề về ý nghĩa của bảo vệ môi trường. Và trong có một cái đoạn phân cảnh là khi sen làm trong cái nhà tắm nước nóng, nhà tắm hơi, thì ở đây sẽ có một cái vị khách rất là đặc biệt. Đó là một vị khách ban đầu tưởng chừng rất là vừa dơ bẩn vừa hôi hám, nhưng chẳng hiểu vì lý do vì sao là người khách này lại vô cùng bẩn như thế. Thì đây cái điều này á, là sau khi mà Sen đã tắm rửa cho cái người này thì mới phát hiện ra là có rất nhiều chất bẩn mà liên quan điều mà chúng ta sẽ thấy hàng ngày như xe đạp cũ, gậy sắt các kiểu và bánh xe, rồi những cái chén đũa muỗng, những đồ nhựa, những đồ rác thải, hầu hết là rác thải. Và cuối cùng điều mà tôi muốn nói đó là vị thần này chính là vị thần Song. Nhưng mà ngược lại, vị thần Song là một người rất thích tắm, nhưng mà ông lại không thể tắm được với con Song của chính mình. Đó là con Song của chính mình đã thải lên rất nhiều điều ô nhiễm và khiến cho ông trở nên vừa hôi thối, vừa dơ bẩn, vừa ì ạch và rất không thoải mái. Ông phải tìm cách đến với nhà tắm để tắm với để tắm để mong được sạch sẽ. Và Sen đã cố gắng hết mình để lôi cái khúc mắc, những cái bộ bẩn, những cái hình ảnh của lòng sông vô cùng dơ bẩn này lôi khỏi ra cơ thể. Và ông hoàn thành cái việc đó thì Sen đã được trả thưởng bằng những món quà. Đó là trong bộ phim. Nhưng chúng ta cũng nghĩ lại, đây cũng chính là hình ảnh thật sự muốn dạy cho những đứa trẻ rằng đó là bảo vệ môi trường, một yếu tố môi trường rất là quan trọng. Đối với chúng ta thì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Ta sẽ thường có thể thấy được những lòng sông rất là dơ bẩn đối với cận chúng ta, đó là Việt Nam. Thì hình ảnh này là đối với nước ngoài, họ đã răn dạy những đứa trẻ đó phải biết vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường bằng cách những cái điều đó sẽ không còn ảnh hưởng đối với thần sông của họ nữa. Họ không muốn thấy hình ảnh của thần sông của họ lại dơ giấy và rất là bẩn thỉu như thế. Thì đây là một bài học giá trị mà muốn gửi đến cho mấy bạn, đó là hãy biết bảo vệ môi trường. Những điều tiếp theo mà Thợ Sơn Phim muốn nói với mấy bạn đó là cái hình ảnh và rất nhiều hình ảnh trong phim và những con người đó chính là đôi trên xã hội và thế giới này luôn luôn tồn tại một loại dạng người, và đó là người tốt. Và đôi khi những người tốt đó dù là lập dị và dù là hình hài họ không mấy ưa nhìn, thì ở đây muốn cho trẻ em thấy rằng đôi khi những cái điều mà bạn thấy ở trước mắt, những hình ảnh, những người bạn không được xinh đẹp, những người bạn có thể nói là xấu xí, thì họ vẫn có một cái lòng tốt xấu xí, lòng tốt đẹp hơn là những người mà có gương mặt đẹp mà có lòng tốt lại không có lòng tốt. Ok, nó hơi quắn quắn, nhưng mà thật sự ra nó rất là đơn giản thế này. Đó là Haku này, cô gái hầu này, cô gái hầu ở trong tiệm nước nóng nè, ông Kajima là cái ông lão mà đúng soi đấy, rồi những vị thần khác và những cái ngay cả Haku luôn, thì tất cả đều có những hình hài hơi quá dị. Tại vì ông lão thì có rất nhiều cánh tay, cô gái hậu cũng thực sự là cũng là một dạng yêu tinh thôi, đâu phải là người bình thường, nhưng mà họ có lòng tốt. Và hãy tin vào một điều đó là sẵn có người tốt tồn tại, và những người đó vẫn có thể giúp đỡ mình, thì hãy nhận lấy. Đừng nên nhìn người bằng cách chỉ nhìn qua hình thể bên ngoài. Đó là một điều gợi lại cho chúng ta, và người lớn hay trẻ em chúng ta cũng cần nên đánh giá điều này.
chúng ta cần nên đánh giá điều này, tại vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, đến đời sống của chúng ta. Có rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng người đó không tốt, nhưng mà thật sự người đó lại tốt. Còn có nhiều bạn thì chơi rất thân, cảm thấy họ rất tốt, nhưng mà họ có thể không bị ảnh hưởng và họ không đối xử hoàn toàn tốt đối với mình. Khi mà một khi mà bạn nhận ra một điều gì đó khác thường xảy đến với mình thì bạn là muộn rồi. Thì quay trở lại với những cái điều trong bộ phim, mình xin nói thêm đó là rất mình nãy giờ mình chỉ trích dẫn rất là nhiều, thì trong đó mình còn có những cái phân cảnh để cho thấy góc độ người ta đang nói đến là cách nhìn nhận về bản thân. Đó là bản thân, tức là bản thân của chúng ta, và cách chúng ta tin vào chính chúng ta, đó là phân cảnh Chihiro nhận lấy cha mẹ của mình bằng ở trên một cây cầu và bước đến để nhận trong một cái đàn heo, thì không biết đâu sẽ là bố của mình để nhìn ra, nhưng mà Chihiro phải tin vào chính bản thân mình. Đôi khi mấy bạn biết câu trả lời, nhưng mà mấy bạn bị ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, làm mấy bạn phân vân không biết là điều đó là đúng không, chính xác không. Mấy bạn mất niềm tin vào chính bản thân, bạn mất đi định kiến và sự gắn chắc của bạn, thì bạn sẽ về bị lung lay, không thể nào quyết định được. Thì đây là một bài học cho thấy chúng ta phải có giá trị tin vào bản thân. Và ngoài ra, một những cái điều mà mình nói đó là những đứa trẻ, có những đứa trẻ sai phạm, thì nếu mà mấy bạn là những đứa trẻ đó thì những đứa trẻ biết nhận lỗi thì vẫn là bé ngoan. Bạn nên hiểu điều đó, bạn phải dạy cho trẻ, bạn đừng có nghĩ rằng khi trẻ sai phạm điều gì mà rồi thì bạn đánh giá lên đứa trẻ đó, và nếu không phải là con bạn thì bạn sẽ đánh hẳn, bạn sẽ cho rằng đứa trẻ đó là như thế nào, như thế này thế kia. Nhưng mà một đứa trẻ biết sai phạm và biết sửa thì đó là vẫn là bé ngoan. Đó là hình ảnh của Haku khi đã lấy cắp món đồ của Zenita, là em gái của Yubaba, là cái bà phù thủy kia đó. Hai người cũng khá là giống nhau, nhưng rồi Haku cũng biết và nhận lỗi với bà. Thì đó là một trong những điều nên, rất là hay. Và ngay cả vô diện trong hình ảnh này cũng có những sai phạm, nhưng mà mấy bạn thấy không, bộ phim không hề có việc coi như là giống như là cái kiểu làm phim là để giết lấy một người tà ác thì anh sẽ trở thành anh hùng. Thì nhưng mà có ai nghĩ rằng khi mà cái người anh hùng giết một người khác thì cũng đâu hẳn là anh hùng đâu. Đó là một phần của lối suy nghĩ đó thôi. Bạn không nên quá phản biện với những cái điều mà mình lập luận, mình đưa ra. Đó là những gì mình biên soạn. Và mình cho thấy rằng khi làm phim của Ghibli, hầu hết là những bộ phim này sẽ không có việc mà giết một ai đó để trở thành người anh hùng, giống như một số trong bộ phim khác thì lại đành phải như thế. Một số một tác phẩm khác thì là muốn chiến thắng để chiến thắng cái ác và tiêu diệt được cái ác thì người đó lại là anh hùng. Thì cái đó là mình nói về phân cảnh khác thôi. Còn ở đây mình quay trở lại bộ phim The Spirit Away, là khẳng định với mấy bạn rằng rất nhiều chuyên gia và đánh giá, và đó là một trong những lý do mà mình đã kể trên đã khiến cho The Spirit Away, Vùng Đất Linh Hồn, trở thành một bộ phim hoạt hình có thể nói là hay nhất, và cũng có thể nói là hay nhất đối với mình. Thì mình rất mong mấy bạn sẽ chia sẻ, cũng như là sau khi xem clip mình, mấy bạn nào chưa từng xem bộ phim này thì hãy xem và nhớ comment và để lại những gì mấy bạn cảm thấy hay và cảm thấy muốn chia sẻ, thì hãy cùng với mình ở trên fanpage
hoặc là mấy bạn share video giúp mình. Đó là sự điều đóng góp và cũng như là mấy bạn đã ủng hộ cho mình thì mình có động lực để chia sẻ rất nhiều bộ phim hay, săn rất nhiều bộ phim hay dành đến cho bạn. Mấy bạn không mất thời gian coi mà mấy bạn luôn luôn có những bộ phim hay để chọn xem những thời điểm thích hợp nhất. Và bây giờ Thời Sơn Phim rất cảm ơn mấy bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn trong video clip tiếp theo.